ty tư vấn học viên Spidol. Theo Bộ trưởng Giáo dục Úc Dante Hahn thì dịch bệnh Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng rất nặng nề trong nhiều mặt, và nhất là đã đẩy nền kinh tế của quốc gia này vào bước đà suy thoái. Vậy làm sao để có thể thoát khỏi được cái tình trạng này thì điều cần nhất họ trong cái thời gian hiện tại chính là nguồn ngân lực có thể đáp ứng được điều kiện cũng như là nhu cầu công việc trong tương lai. Và vừa qua thì chính phủ Úc cũng đã cho ra quyết định là sẽ tăng học phí đối với một số ngành học phổ biến và giảm học phí đối với một số ngành học mà họ đang cần nguồn nhân lực. Vậy trong video clip này, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ xem về vấn đề này nhé. Thứ nhất là Bộ trưởng Dante Hahn đã dự báo rằng 4 lĩnh vực sau đây, tức là chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, giáo dục và kỹ sư, nhất là xây dựng, thì đang cần nguồn nhân lực cao trong vòng 5 năm tới. Do đó mà để có thể tuyển sinh được nhiều sinh viên quốc tế đến đây sinh sống và làm việc thì họ đã ban hành một số chính sách thay đổi về mức học phí. Cụ thể là ngành giảng dạy, y tế, tâm lý học và các ngành liên quan đến ngôn ngữ Anh hay các ngôn ngữ khác sẽ được giảm 46% học phí. Tiếp đến là các ngành liên quan đến nông nghiệp hoặc là toán học thì sẽ được giảm 62% học phí. Và tiếp theo là ngành khoa học, kiến trúc, công nghệ thông tin, kỹ sư sẽ được giảm 20% học phí. Bên cạnh đó thì do học phí được giảm vào một số ngành đang thiếu nhân lực thì họ lại tăng học phí đến một số ngành phổ biến, như là điển hình như là cái ngành luật và thương mại thì sẽ tăng 28% học phí và sẽ tăng 113% đối với các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn. Trên đây là một số thông tin liên quan đến vấn đề học phí mà sinh viên du học Úc nên nắm rõ để chuẩn bị trước cho mình. Hy vọng những thông tin này sẽ bổ ích với các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, hoặc thông qua email info@inspiral.com. Xin chào và hẹn gặp lại.